Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ Bảy, ngày 27 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Giải pháp phát triển cây ăn trái đáp ứng thị trường xuất khẩu. Một theo dòng thời sự, nỗi khổ do bất cập hạ tầng giao thông ở Lâm Đồng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 27 tháng 7 là ngày Thương binh Liệt sĩ, ngày cả nước tưởng niệm tôn vinh các anh hùng liệt sĩ và tri ân những thương bệnh binh, gia đình chính sách đã cống hiến máu xương cho sự nghiệp giải phóng và bảo vệ đất nước. Khi cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp bùng nổ ngày 19 tháng 12 năm 1946, theo lời kêu gọi cứu nước của Bác Hồ, nhân dân cả nước nhất tề đứng dậy kháng chiến với tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Số người bị thương và hy sinh trong chiến đấu tăng lên. Thương binh liệt sĩ trở thành vấn đề lớn. Để chỉ đạo công tác này trong cả nước, đầu tháng 7 năm 1947, Bác Hồ đã đồng ý cho thành lập Ban vận động tổ chức Ngày Thương binh Toàn quốc. Và tại hội nghị của ban vận động ở huyện Đại Từ, theo đề nghị của đại diện chính trị cục Quân đội Nhân dân Việt Nam, các đại biểu đã nhất trí chọn ngày 27 tháng 7 hàng năm là ngày Thương binh Toàn quốc. Nhưng ngày Thương binh Toàn quốc đầu tiên 27 tháng 7 năm 1947, Hồ Chủ tịch đã gửi thư động viên các gia đình thương binh liệt sĩ. Trong thư người viết, thương binh là những người đã hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ tổ quốc, bảo vệ đồng bào. Vì lợi ích của tổ quốc, lợi ích của đồng bào mà các đồng chí đó bị ốm yếu. Vì vậy, tổ quốc và đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy. Trong lời kêu gọi nhân ngày Thương binh Toàn quốc 27 tháng 7 năm 1948, Hồ Chủ tịch viết, thương binh và tử sĩ đã hy sinh cho tổ quốc, đã hy sinh cho đồng bào. Để báo đáp công ơn đó, chính phủ phải tìm mọi cách để giúp đỡ anh em thương binh và gia đình tử sĩ. Tôi cũng rất mong muốn đồng bào sẵn sàng giúp đỡ họ về mặt vật chất và tinh thần. Từ đấy hàng năm đến ngày 27 tháng 7, Bác Hồ đều gửi thư thăm hỏi động viên, nhắc nhở mọi người phải biết ơn và hết lòng giúp đỡ thương binh, gia đình liệt sĩ. Và từ tháng 7 năm 1955 cho đến nay, Ngày Thương binh Toàn quốc được đổi thành Ngày Thương binh Liệt sĩ để ghi nhận những hy sinh lớn lao của đồng bào chiến sĩ cả nước cho chiến thắng vẻ vang của toàn dân tộc. Trải qua 72 năm, cứ đến Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, trên đất nước ta lại dấy lên nhiều việc làm thiết thực, đầy nghĩa tình chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng, thể hiện truyền thống hiếu nghĩa bác ái, lòng quý trọng và biết ơn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với những người đã vì độc lập, thống nhất của Tổ quốc, vì tự do và cuộc sống yên bình của nhân dân mà hy sinh, cống hiến. Kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách ở các địa phương trong tỉnh. Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy đã đến thăm và tặng quà ông Đỗ Phú Chính và ông Nguyễn Hữu Toàn, bệnh binh ở xã Quảng Lập, huyện Đơn Dương. Thăm gia đình ông Gia Trang Bon Ánh và ông Nguyễn Tế, hai thương binh hạng 3/4 ở thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương. Thăm bà Võ Thị Nhân, mẹ liệt sĩ Phan Thanh Nhân ở phường 5 và thăm gia đình bà Đặng Thị Hiển, thương binh hạng 1/4 ở phường 4 Đà Lạt. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến đã tặng quà, ân cần thăm hỏi sức khỏe, điều kiện về nơi ăn chốn ở và cuộc sống của các gia đình. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cho biết, Đảng và Nhà nước luôn ghi nhớ những công lao to lớn của các gia đình chính sách, những người đã không tiếc máu xương hy sinh trong công cuộc giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Trong những năm qua, cùng với cả nước, Lâm Đồng đã có nhiều chính sách chăm lo cho các đối tượng chính sách. Điều này thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Bí thư tỉnh ủy mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, truyền thống gia đình, giáo dục con cháu, ra sức thi đua học tập, lao động sản xuất, trở thành những người có ích cho xã hội. Tại các huyện Nam Sơn, Lâm Hà và Đức Trọng, đồng chí Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ban dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm các gia đình thân nhân liệt sĩ, gồm bà Rơ Lức Ca San ở xã Rô Men, bà Võ Thị Cần ở xã Liên Xô Rôn, thăm mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tư và mẹ Lê Thị Chững tại thị trấn Đình Văn, thăm hai anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Xuân Đệ và Mai Thanh Minh tại thị trấn Liên Nghĩa. Đồng chí Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ban dân tỉnh Đoàn Văn Việt đã ân cần thăm hỏi cuộc sống sức khỏe,
và mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Động viên con cháu chấp hành và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào, các cuộc vận động tại địa phương. Đến thăm các gia đình chính sách ở ba huyện phía Nam là Cát Tiên, Đà Tẻ và Đà Oai, ông Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh đã tặng quà và ân cần thăm hỏi bà Lê Thị Tư, thương binh hạng 3/4, bị địch bắt tù đầy, hiện ở tổ dân phố 13, và ông Đặng Đình Huyến, bệnh binh ở tổ dân phố 15, thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên. Ông Nguyễn Văn Lên, thương binh 3/4, 75 tuổi, tổ dân phố 2D, và ông Dương Trọng Bộ, 96 tuổi, người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đầy, hiện ở tổ dân phố 9, thị trấn Đà Tẻ, huyện Đà Tẻ. Bà Nguyễn Thị Chúng, người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đầy ở tổ dân phố 6, thương binh 2/4 Trần Thanh Tin, tổ dân phố 5, thị trấn Ba Đa Cui, và cựu chiến binh hưu trí Trịnh Tiến Nhung, cựu chiến binh Trịnh Tiến Lưu ở thị trấn Đà Mờ Ri, huyện Đà Oai. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đức Quận mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu đi đầu, tích cực tham gia xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Thăm các gia đình người có công cách mạng tại huyện Di Linh là ông Nguyễn Đức Trường, thương binh hạng 4/4, ông Cờ Đội, bệnh binh 2/3. Thăm hai gia đình thương binh 4/4 là ông Nguyễn Quang Minh và ông Lưu Hữu Bồn tại xã Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm. Thăm ông Nguyễn Văn Phố, thương binh 3/4 và ông Huỳnh Đức Lộ, thương binh 1/4 ở thị trấn Blau, thành phố Bảo Lộc. Ông Nguyễn Trọng Ánh Đông, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã gửi lời biết ơn chân thành với những đóng góp của các thương binh, bệnh binh trong thời chiến cũng như thời bình. Đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục tiên phong gương mẫu trong mọi hoạt động của địa phương. Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ tối qua 26 tháng 7, tỉnh đoàn Lâm Đồng đã tổ chức thắp nến tri ân, đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Đà Lạt và các đài tưởng niệm liệt sĩ trong toàn tỉnh. Ông Phạm S, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành, đoàn viên thanh niên và nhân dân đã đến tham dự và thắp nến tri ân. Phát biểu tại buổi lễ thắp nến tri ân, ông Phạm S, Phó Chủ tịch Ban dân tỉnh đã ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng của dân tộc, bày tỏ tấm lòng biết ơn và tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thân nhân các gia đình có công với cách mạng. Qua đó khẳng định, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa. Đây không chỉ là nối tiếp truyền thống cao đẹp, đạo lý quý báu của dân tộc ta, mà còn là trách nhiệm, tình cảm thiêng liêng, sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với thế hệ cha anh đi trước. Qua đó góp phần cùng toàn xã hội chăm sóc, đền đáp công ơn những người có công, cũng như giáo dục thế hệ trẻ hiểu biết, trân trọng những giá trị truyền thống và nhận thấy được trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng đất nước. Trong không khí trang nghiêm này, tôi kêu gọi tất cả các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân trong tỉnh hãy dành nhiều tình cảm, trách nhiệm, tích cực tham gia phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn bằng những việc làm thiết thực. Đặc biệt, cán bộ đoàn cần chủ động phối hợp với các cấp, các ban ngành đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ. Chú trọng hơn nữa trong tổ chức các động về nguồn, nhận chăm sóc các gia đình chính sách, gắn việc đăng ký, đảm nhận và thực hiện các công trình thanh niên, góp phần xây dựng giá trị tình người mẫu thanh niên thời kỳ mới, tiếp tục phát huy sự nghiệp cách mạng hào hùng của dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chung tay góp sức xây dựng quê hương Lâm Đồng giàu mạnh và phồn vinh. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thành phố Đà Lạt cùng hàng ngàn đoàn viên thanh thiếu niên đã dâng hoa thắp hương đặt nến lên trên hơn 2.000 phần mộ tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Đà Lạt, bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ, biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Giữa không gian của nghĩa trang liệt sĩ thành phố Đà Lạt này là một không gian rất là linh thiêng, một sự xúc động trong em khi mà bước chân lên tới đây và khi nhìn lên kỳ đài thấy được sự tổ quốc ghi công và nhìn thấy được, cảm nhận được sự hy sinh và sự ngã xuống vì nền độc lập, tự do của dân tộc. Thì chính bản thân em là một người đoàn viên thanh niên, em phải tự ý thức được, đó là lòng biết ơn sâu sắc tới các anh hùng liệt sĩ. Và thứ hai nữa là chúng ta phải báo đáp lại công ơn của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống bằng cách đó là phải tự xây dựng bản thân, sau đó bằng học tập, rèn luyện để sau này phát triển đất nước, phát triển xã hội. Chương trình thắp nến tri ân đã trở thành một hoạt động thường niên, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của tuổi trẻ Lâm Đồng đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thông qua hoạt động nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, trách nhiệm của tuổi trẻ trong giai đoạn hiện nay.
Đối với chương trình thắp nến tri ân, chúng tôi duy trì tổ chức hàng năm nhằm mục đích giáo dục thế hệ trẻ luôn khắc ghi công ơn của các thế hệ cha anh, những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã không tiếc tuổi thanh xuân của mình ngã xuống để hiến dâng cho Tổ quốc, để có Tổ quốc được phồn thịnh như ngày hôm nay. Và cũng chính sự hy sinh của các anh mà thế hệ trẻ hôm nay của chúng ta được sống trong hòa bình, tự do, hạnh phúc và có nhiều cơ hội để phát triển, để học tập, rèn luyện và cống hiến. Chúng tôi mong muốn rằng các bạn trẻ hãy tiếp tục học tập, lao động, công tác để đóng góp công sức của mình cho xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh, cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn của cuộc sống đang đặt ra. Trong không gian linh thiêng, từng dòng người tiến về từng khu mộ, những ngọn nến, những nén nhang trầm, những bông hoa tươi, cứ thế được đặt lên từng phần mộ, làm sáng bừng và ấm lên một không gian rộng lớn. Đó là lời hứa, là sự tri ân sâu sắc của thế hệ trẻ, nguyện tiếp bước cha anh trên con đường dựng xây và bảo vệ Tổ quốc hôm nay. Kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, nhiều đơn vị đã tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Sau đây là tổng hợp thông tin từ các phóng viên thời sự. Hòa trong không khí cả nước kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng ngày 27 tháng 7, Câu lạc bộ Nữ Kháng Chiến tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ thành phố Đà Lạt. Hơn 100 thành viên câu lạc bộ, thân nhân các liệt sĩ đã đến các phần mộ của các liệt sĩ, thành kính thắp nhang tưởng niệm, thể hiện lòng tri ân sâu sắc với sự hy sinh anh dũng của các anh hùng và thể hiện quyết tâm bảo vệ nền độc lập dân tộc, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp phồn vinh. Lễ cúng giỗ cho hơn 2.000 anh hùng liệt sĩ cũng được thực hiện với nghi thức trang trọng nhằm thể hiện sự tri ân cũng như giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, nhắc nhở mọi người cố gắng phấn đấu, rèn luyện, học tập, nỗ lực xây dựng đất nước xứng đáng với sự hy sinh to lớn của lớp lớp cha anh đi trước. Kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, tối hôm qua 26 tháng 7, Bưu điện tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ thắp nến tri ân tại bia tưởng niệm số 6 đường Trần Phú, phường 3, thành phố Đà Lạt. Tại đây, lãnh đạo ngành bưu chính Viễn thông Lâm Đồng qua các thời kỳ, các bạn đoàn viên thanh niên đã đặt vòng hoa, dâng hương tưởng nhớ các thế hệ cha anh đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của dân tộc, thể hiện lòng thành kính đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho sự nghiệp cách mạng. Nguyện hứa sẽ phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước, đóng góp sức mình vì sự phát triển của ngành bưu chính viễn thông và xây dựng quê hương Lâm Đồng ngày một phát triển giàu đẹp. Đây là hoạt động truyền thống được Bưu điện tỉnh Lâm Đồng tổ chức hàng năm nhằm tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Thông qua Sở Giáo dục Đào tạo Lâm Đồng, sau 2 tháng thi công, ngày 26 tháng 7, Trường Trung học Phổ thông Lê Hồng Phong, huyện Di Linh đã bàn giao 2 căn nhà tình nghĩa tại thôn 14, xã Hòa Bắc cho gia đình chính sách có công với cách mạng. Căn nhà đầu tiên có diện tích 58m2, được bàn giao cho bà Caprêu, sinh năm 1952, và con gái Caprẩu. Bà Caprêu là người dân tộc Cờ Ho, đã tham gia trực tiếp trên chiến trường Bình Thuận. Nay tuổi đã cao, bị bệnh tật, không đi lại được, phải sống trong căn nhà lá dột nát. Căn nhà thứ hai có diện tích 55m2, được trao cho ông Cà Bét, sinh năm 1944. Ông cũng là người trực tiếp nuôi giáo cách mạng trong thời chiến và bản thân bị thương, nay hòa bình cuộc sống khó khăn, phải sống trong căn nhà cũ chật chội. Hai căn nhà vừa bàn giao đã được Ban giám hiệu Trường Trung học Phổ thông Lê Hồng Phong, huyện Di Linh vận động từ tập thể cán bộ giáo viên, công nhân viên và học sinh toàn trường ủng hộ, nhằm hướng đến những gia đình chính sách, giúp họ có được chỗ ở ổn định khi mưa gió trở trời. Đồng thời, còn là tình cảm mà thầy và trò của trường nhắc nhớ vào những ngày tháng 7 nghĩa tình. Ngày 26 tháng 7, Nhà xuất bản giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo Lâm Đồng và Công ty sách thiết bị trường học tỉnh đã trao 500 bộ sách giáo khoa với kinh phí trên 54 triệu đồng. Và 7.500 cuốn vở trị giá gần 48 triệu đồng cho các em học sinh là con em gia đình chính sách và con em thuộc diện khó khăn đang theo học tại các trường từ tiểu học đến trung học phổ thông ở huyện Bảo Lâm. Trong số này có khoảng 50% học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số.
Đây là một trong những hoạt động mà các đơn vị triển khai thực hiện dành cho con em là thân nhân của các gia đình chính sách, gia đình liệt sĩ đã không tiếc máu xương, hy sinh giành lại hòa bình, độc lập dân tộc nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Và xem đây như là món quà để các em chuẩn bị bước vào năm học mới với đầy đủ dụng cụ, sách vở để đến trường. Xuất phát từ mục tiêu nhằm giúp các đối tượng người có công được phục hồi sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống, Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Lâm Đồng được thành lập từ năm 2004. Trải qua 15 năm, nơi đây đã trở thành ngôi nhà thân quen, ấm áp, nghĩa tình đối với các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng. Sự chăm sóc tận tâm, chu đáo của cán bộ nhân viên trung tâm đã góp phần xoa dịu những nỗi đau sau chiến tranh và làm ấm lòng các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng. Buổi khám bệnh cho các đối tượng người có công tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Lâm Đồng. Bằng sự tận tình, chu đáo của đội ngũ y bác sĩ, ngoài khám chữa bệnh, còn là sự tư vấn kỹ lưỡng cho từng người bệnh trong việc uống thuốc, chế độ ăn, uống, ngủ, nghỉ. Chính sự ân cần này đã làm ấm lòng những người có công khi tham gia điều dưỡng ở đây. Lên đây thì công nhân viên rồi với các cô, các chú ở đây cũng giúp đỡ tận tình. Nhưng tôi lên đây thì đến đây thì cũng rất là vui vẻ, phấn khởi. Khi mà các bác đến điều dưỡng thì là mình chăm sóc hết mình rồi. Là khám sức khỏe rồi thuốc men đầy đủ rồi, trong cái thời gian mà các bác ở đây thì có nhu cầu gì về thuốc thì mình cũng đáp ứng được. Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Lâm Đồng nằm trên đồi cao, được thông xanh bao phủ với những căn biệt thự được bố trí phù hợp theo từng khu. Nơi đây mỗi năm đón từ 30 đến 35 đoàn với khoảng 2.000 đối tượng người có công trong và ngoài tỉnh đến điều dưỡng. Bình quân mỗi đoàn ở từ 5 đến 10 ngày. Cùng với công tác chăm sóc về mặt vật chất, trung tâm luôn quan tâm đến nhu cầu được chăm sóc về mặt tinh thần cho các thương bệnh binh, người có công đến điều dưỡng tại trung tâm với hoạt động tham quan các danh lam thắng cảnh, giao lưu văn nghệ, nghe chuyện thời sự nhằm tạo tinh thần thoải mái và mang đến niềm vui cho họ. Qua những cái nơi mà đoàn đã đi qua thì thấy dân ở Đà Lạt rất là hiếu khách, vẫn là mến khách ở phương xa tới. Trong thời gian ở đây thì tôi thấy nhân viên hay là cán bộ ở trung tâm rất là nhiệt tình. Các cô ở đây, giờ bác mới lên lần đầu tiên, nhưng thấy ở đây thì cô, các cô ở đây tận tình giúp đỡ, lo lắng dữ lắm. Có như là cũng bác cũng hài lòng là vì mấy cô được lo lắng, ăn uống đồ đầy đủ hết, không có gì thiếu thốn hết. Xác định công tác điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho thương bệnh binh và người có công là một công việc mang tính đặc thù. Các đối tượng chính sách phần lớn là những người tuổi đã cao và sẵn mang trong mình biết bao nỗi đau cả về thể xác và tinh thần. Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng các quy trình điều dưỡng, quy trình chăm sóc sức khỏe cho đối tượng, đồng thời đẩy mạnh việc mua sắm trang thiết bị y tế, nâng cao nghiệp vụ về vật lý trị liệu, phục hồi chức năng cho đội ngũ nhân viên nhằm phục vụ tốt nhất cho các đối tượng có công trong và ngoài tỉnh. Không ngừng hoàn thiện về cơ sở vật chất hạ tầng, năm 2014, Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Lâm Đồng được Bộ Lao động Thương binh Xã hội đầu tư 53 tỷ đồng để xây dựng mới 4 căn biệt thự và các khu phòng tập đa năng. Đến cuối năm 2019, tất cả các công trình sẽ được đưa vào sử dụng với nhiều dịch vụ tiện nghi. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Lao động Thương binh Xã hội thì trung tâm thực hiện một cái quy trình điều dưỡng hết sức là đảm bảo. Từ cái việc đón tiếp đối tượng các tỉnh về đây, trung tâm đã thống nhất một cái chương trình, một cái lịch trình điều dưỡng, công tác chăm sóc hướng về tương lai là chú ý tập trung nâng cao sức khỏe cho đối tượng người có công, đặc biệt là những người cao tuổi, làm cho họ đảm bảo được khi lên đây họ rất yên tâm về cái phong cách phục vụ của Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Lâm Đồng. Ban giám đốc sở đánh giá rất cao về những cái kết quả tích cực của tập thể Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Lâm Đồng trong nhiều năm vừa qua. Mỗi một người lao động, mỗi một viên chức tại trung tâm dù ở vị trí công việc được phân công như thế nào, nhưng các anh chị em đã làm việc với cả trách nhiệm,
nhiệt tình của mình và với cả tấm lòng tri ân với những người có công. Không chỉ chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ, mà tôi nghĩ rằng những cái lời chia sẻ, động viên, trao đổi với các cô chú, người có công đến đây thì chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái việc làm rất là có ý nghĩa. Với trách nhiệm và tấm lòng tri ân, đội ngũ công nhân viên chức tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Lâm Đồng luôn ý thức sâu sắc về công việc của mình, đó là tình cảm, sự biết ơn đối với những người có công với cách mạng. Từ đó nỗ lực hết mình cho công việc nhằm xoa dịu nỗi đau, sự mất mát, những nỗi đau sau chiến tranh cho những người có công, những người đã hy sinh cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do và bảo vệ đất nước. Phần tiếp theo của bản tin thời sự tối nay, Di Linh, ba thanh niên chết đuối thương tâm khi câu cá trên hồ. Tiếp tục chương trình là những tin vắn đáng chú ý khác. Sáng ngày 27 tháng 7 tại xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt, Hội chữ thập đỏ thành phố phối hợp với Bệnh viện Phẫu thuật Thẩm mỹ Răng Hàm Mặt quận Hai, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình tặng quà khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 500 người dân trên địa bàn xã. Tại đây, người dân có hoàn cảnh khó khăn của xã Xuân Thọ không chỉ được khám bệnh phát thuốc miễn phí, mà còn nhận được các phần quà gồm gạo, mì gói và nhu yếu phẩm với trị giá hơn 250.000 đồng một suất. Đặc biệt, các trẻ em đang ở độ tuổi thay răng cũng được vận động đến kiểm tra và vệ sinh răng miệng. Được biết, đây là chương trình khám bệnh phát thuốc miễn phí thứ hai từ đầu năm đến nay do Hội chữ thập đỏ thành phố Đà Lạt phối hợp với các đoàn y bác sĩ trong và ngoài tỉnh tổ chức. Qua đó đã có trên 1.100 người dân có hoàn cảnh khó khăn được chăm sóc sức khỏe. Trưa ngày 26 tháng 7, ông Nguyễn Chí Thanh, trưởng công an xã Hòa Bắc, huyện Di Linh cho biết, sau hơn một ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ và người dân địa phương đã trục vớt được 3 thi thể, 3 người bị đuối nước trên đập Đà Bo, thôn 10, xã Hòa Bắc. 3 nạn nhân được tìm thấy gồm Ngô Văn Tài, 17 tuổi, Vũ Giang Hải Sơn, 17 tuổi, cùng ngụ tại xã Hòa Bắc, huyện Di Linh, và Lê Hoàng, 19 tuổi, ngụ tại xã Hòa Ninh, huyện Di Linh. Trong đó, hai em Tài và Sơn hiện đang học sinh lớp 11. Còn Lê Hoàng hiện đang là sinh viên đang theo học tại một trường đại học ở Hà Nội. Trước đó vào khoảng 16 giờ 45 phút ngày 25 tháng 6, cả ba học sinh sinh viên nói trên đã rủ nhau chèo xuồng ra giữa đập Đà Bo thuộc xã Hòa Bắc, huyện Di Linh để câu cá. Trong lúc đang thả câu thì xuồng bị lật úp, khiến cả ba người bị nước nhấn chìm mất tích. Nhận được tin báo, đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 3 thuộc công an Lâm Đồng đóng tại thành phố Bảo Lộc và các cơ quan chức năng cùng người dân đã có mặt tại hiện trường lặn tìm các nạn nhân. Đến khoảng 22 giờ đêm, lực lượng cứu hộ đã trục vớt được thi thể một trong ba nạn nhân. Sáng ngày 26 tháng 7, cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ và người dân địa phương tiếp tục triển khai tìm kiếm và đến 11 giờ trưa thi thể của hai nạn nhân còn lại đã được tìm thấy. Hiện cơ quan chức năng đã hoàn tất thủ tục và bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình lo hậu sự. Tìm giải pháp phát triển cây ăn trái đã bấn thị trường xuất khẩu là thông tin đáng chú ý trong phần tin trong nước. Đồng bằng sông Cửu Long là vùng trồng cây ăn quả chủ lực, chiếm khoảng 58% diện tích của miền Nam. Để phát triển cây ăn trái đã bấn thị trường xuất khẩu đang là vấn đề được các địa phương quan tâm. Tham dự diễn đàn có đại diện nhà quản lý doanh nghiệp và nông dân của 5 tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long tham gia là Hậu Giang, Vĩnh Long, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp. Các ý kiến tại diễn đàn chỉ ra nhiều tiềm năng lợi thế cũng như hạn chế của cây trái tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trong 1 triệu hecta cây ăn trái của cả nước thì toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long chiếm khoảng 600.000 hecta cây ăn trái. Trong 14 loại cây ăn trái chủ lực của cả nước thì đồng bằng sông Cửu Long chiếm đến 9 loại. Tuy nhiên, tại đồng bằng sông Cửu Long, việc sản xuất đa phần đang ở quy mô nhỏ lẻ, manh mún, chất lượng chưa đồng đều, chưa có nhiều sản phẩm thương hiệu, chứng nhận nguồn gốc, quy trình đạt chuẩn quy định. Đồng thời, các địa phương trong vùng cần tuyên truyền vận động nông dân liên kết hình thành hợp tác xã, tổ sản xuất, tổ liên kết sản xuất, đẩy mạnh liên kết vùng trong sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu, trước mắt tăng cường liên kết thực hiện kế hoạch lịch thời vụ sản xuất 5 loại cây ăn quả chủ lực là thanh long, xoài, chôm chôm, sầu riêng và nhãn. Thông tin cuối của bản tin thời sự tối nay, một theo dòng thời sự, nỗi khổ do bất cập hạ tầng giao thông ở Lâm Đồng.
Những năm qua, từ nguồn vốn của Trung ương và ngân sách địa phương, tỉnh Lâm Đồng đã tập trung nhiều nguồn lực để xây dựng hạ tầng giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân và phục vụ vận chuyển hàng hóa về khu vực phía Nam và các tỉnh Tây Nguyên. Thế nhưng hiện nay, hạ tầng giao thông trên các tuyến đường trên địa bàn tỉnh vẫn còn tồn tại nhiều bất cập, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt của người dân. Một theo dòng thời sự tuần này sẽ phản ánh rõ hơn về vấn đề này. Quốc lộ 28 đoạn qua thôn 4 xã Tân Thượng huyện Di Linh. Sau cơn mưa của đêm hôm trước, hôm sau nhiều vị trí trên tuyến đã đồng lại thành ao tù do không có chỗ thoát nước. Hay như tại thôn 4 xã Tân Lâm thuộc huyện Di Linh, dù đã đóng góp tiền của để lắp đặt hệ thống thoát nước nhưng mọi thứ vẫn không khả quan. Sau khi nước rút, sinh lầy đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt của người dân nơi đây. Chúng tôi cũng vận động chị em là làm anh em ở đây làm cái cống thoát nước, nhưng mà mỗi một lần mưa xuống là nước nó vẫn ngập vào nhà, mà người xã cũng cho đổ đá để ấy nhưng không có nu được, cho nên là mưa nó vẫn ngập mà không thoát được nước. Cho nên là bây giờ cứ mỗi một lần mưa xuống xong là nắng lên á là nó bụi hết vào trong nhà luôn. Nước cứ mỗi buổi mưa là nó ngập. Chắc cũng vài năm trước rồi nó bị ngập cái chỗ này. Nhưng bà con xung quanh đây nó nước chảy vào trong nhà người ta lấy đất người ta đổ hết bên xung quanh đường này để khỏi nước chảy vào nhà người ta. Rồi cuối cùng nước lại ngập trong cái uống lại trong cái đường này, mà gây khó khăn cho bà con. Rồi anh con cháu đi học nó lụt hết trong khu vực này. Còn tại thôn Mỹ Hà, xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà, sau khi tuyến đường DT725 cùng hệ thống mương thoát nước hoàn chỉnh, đã phát sinh nhiều bất cập đối với người dân địa phương. Khi bắt đầu mà nhà nước làm cái đường này là mở hai cái rãnh nước nhưng lại chỉ mở có một bên phía bên nhà cô. Mà ngọn nước từ người bắt đầu chuẩn khởi công làm cái đường này là ngọn nước không phải là ít, không phải là ngắn, mà ngọn nước dài tới hơn 2 cây số từ trên Ủy ban Nhân dân xã Tân Hà dồn tất cả xuống đây. Cho nên là ngọn nước này nó rất là lớn. Nếu như nhà nước mà làm cả hai bên phía đường thì cái ngọn nước nó giải tỏa, nó phân lưu được hai bên. Thì là cái phía những người mà ở bên xóm với nhà cô phía dưới đường là nó bị thiệt hại sơ sơ thôi. Nhưng vì ảnh hưởng là bên phía bên lại không làm rãnh mà chỉ có làm phía dưới. Không thể phủ nhận những đóng góp và những đổi thay của các công trình hạ tầng giao thông đối với đời sống của người dân địa phương hiện nay. Tuy nhiên, từ việc triển khai các dự án đến việc thi công, do công tác khảo sát, xây dựng quy hoạch thiết kế và tổ chức thi công đang tồn tại bất cập, khiến chất lượng chưa cao, chưa thực sự chú ý đến kỹ thuật thẩm mỹ. Và khi các công trình này hoàn chỉnh đưa vào sử dụng, đã gây không ít khó khăn và ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân ở các địa phương. Hiện nay, mong mỏi lớn nhất của người dân đó là các cơ quan chủ quản cần nhanh chóng vào cuộc, có giải pháp để xử lý dứt điểm những tồn tại về cơ sở hạ tầng giao thông, tiến hành kiểm tra và lên các phương án bổ sung và thi công các hạng mục cần thiết đang còn thiếu, để các công trình hạ tầng giao thông đảm bảo phát huy hiệu quả hơn. Đổ được bê tông cho dân là cái tốt, còn nếu không trả lại được mặt đường bê tông cho dân thì chúng ta cũng phải làm cái tuyến đường, cái mặt bằng cho nó ngon lành để nhà nước cho đối ứng, thì nhân dân chúng tôi sẽ đóng góp để chúng tôi làm xong. Cái đơn vị thi công là cũng đã khắc phục trong quá trình đó, lên nó cũng do nằm trong cái thời gian mùa mưa và là sẽ lưu lượng xe quá tải quá lớn nữa, thì là nó cũng sinh ra là bị mặt đường nó cũng bị biến dạng, thì là đơn vị thi công cũng khắc phục để mà làm bàn giao cho hoàn thiện trong thời gian sửa chữa thôi. Sau khi nhận được các ý kiến phản ánh bức xúc của người dân về thực trạng hạ tầng giao thông, ngành chức năng của các địa phương đã phối hợp với các cơ quan của tỉnh kiểm tra triển khai các giải pháp khắc phục tạm thời, vận động nhân dân hiến đất, hiến cây trồng, cùng nhà nước triển khai việc khơi mương, dẫn dòng để hạn chế ngập úng, đồng thời tính toán phương án đền bù phù hợp với người dân nơi có các công trình đi qua. Với cái chức năng của địa phương ấy, thì cũng đã trong thời gian qua cũng đã vận động tuyên truyền các hộ dân là khơi mương dòng chảy, không được đắp bờ be gây ngập úng một số đoạn cục bộ trên 2 tuyến quốc lộ này.
cũng như là cũng đồng thời là làm việc với đơn vị BOT là khảo sát, đưa vào thi công sớm nắn cái dòng chảy, xây dựng cái dòng chảy để mà tránh cái trường hợp nó gây ngập úng, mất an toàn giao thông cũng như ảnh hưởng đến tài sản của nhân dân trong thời gian đến. Đến nay thì cơ bản các công trình, các cái đoạn sửa chữa cũng đã được thi công hoàn thành. Tuy nhiên là trong quá trình sử dụng một thời gian vừa qua thì cũng có phát sinh thêm một số các cái lỗi nhỏ. Thì hiện nay là ban quản lý sở cũng như các đơn vị thi công và đơn vị tư vấn giám sát cũng đang hoàn chỉnh hoàn thiện để tiếp tục bàn giao đưa vào sử dụng thì để đạt theo đúng cái yêu cầu đề ra. Còn riêng về cái tuyến đường tỉnh lộ 725 thì hiện nay cũng theo ban quản lý sở thì cũng đang thực hiện là duy tu sửa chữa hai cái đoạn. Thứ nhất là cái đoạn qua dốc 800 thì đã hoàn thành, và cái đoạn thứ hai là cái đoạn là qua trung tâm xã Tân Hà, và hiện nay thì nó có một số các cái vướng mắc trong quá trình mà thi công cũng như sử dụng. Thì về cái phần hệ thống thoát nước thì cũng chưa được là hoàn chỉnh và hoàn thiện. Để các công trình hạ tầng giao thông phát huy hiệu quả, các cơ quan chức năng của tỉnh và chính quyền địa phương cần tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia để hoàn thiện các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ đường, duy tu bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường, rà soát, bổ sung điều chỉnh quy hoạch đường giao thông, đảm bảo bền vững, góp phần ổn định cho phát triển sản xuất, phát triển nông thôn, đảm bảo nhu cầu đi lại và giao thương hàng hóa, đảm bảo môi trường cho người dân địa phương. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự tối nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.